từ đó không? Và sự thật nó là như vậy đó các quý vị. Mùa đông thì chúng ta càng cố gắng để giữ cho mình ấm nhiều hơn mà không chịu, cứ nằm trên giường mà không chịu vận động đó, cứ cố gắng để bảo vệ mình, không ràng tập mình đó. Không ràng tập mình đó thì có nhiều cái vi trùng có hại đó, nó tấn công cho đời sống của mọi chúng ta. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta học được qua cái ích lợi của mùa đông. Có những loại vi trùng nào trong đời sống chúng ta mà Đức Chúa Trời muốn dùng cái lạnh kinh khủng của mùa đông để giết không? Có không quý vị? Đó là điều mà chúng ta tự hỏi chính mình. Đức Chúa Trời đã dùng cái lạnh và cái nóng khắc nghiệt của sa mạc để hạ ngươi xuống và xem điều gì có ở trong ngươi. Chúa đã 40 năm mà Chúa cho dân sự của Chúa đi ở trong sa mạc vô cùng khắc nghiệt, lạnh vào ban đêm và vô cùng nóng vào ban ngày, để làm gì? Để hạ ngươi xuống và xem điều gì có ở trong ngươi. Quý vị thấy những cái lạnh Chúa cho, những cái nóng Chúa cho xảy ra ở trên cuộc đời của chúng ta, đó là để Chúa muốn cần phải tỉa sửa, phải tiêu diệt, phải từ bỏ những cái nào để ích lợi cho chính đời sống của mình. Điều thứ hai chúng ta nhắc lại, chúng ta học được từ đó mùa đông, đó là mùa đông phải thật là lạnh để giết chết những côn trùng nguy hiểm gây hại cho đời, gây hại cho mùa màng và có thể bội thu trong mùa hè. Đó là cái điều thứ hai và đây là cái điều cuối cùng mà chúng ta học được từ đó mùa đông. Quý vị, mùa đông chỉ cho chúng ta biết đâu là những cây cối hoa màu tồn tại bất kể giá lạnh và đâu là những hoa màu chỉ tồn tại theo mùa, đúng không quý vị? Mùa đông sẽ chỉ cho chúng ta biết rằng cái cây nào đó nó sẽ tồn tại bất kể thời tiết ra làm sao, nó vẫn tồn tại. Và cái cây nào đó nó chỉ tồn tại theo nó mùa mà thôi. Trong mùa đông nó sẽ chỉ cho chúng ta biết cái điều đó, quý vị thấy không ạ? Thì đâu nó sẽ chỉ ra cho chúng ta biết cái điều đó. Tôi muốn nói đến điều này để cho chúng ta thấy rằng cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa là cái mối liên hệ bền vững hay chỉ là mối liên hệ theo mùa. Khi thuận tiện, khi có cái thời tiết tốt, tôi có thể đi nhà thờ. Tôi không biết tín đồ thì có cái suy nghĩ giống như một số học trò suy nghĩ không? Là bữa nay tiết chỉ chiều cho nhà thờ cancel một cái nhóm. Tôi không biết tín đồ có suy nghĩ như vậy không, nhưng mà học trò thì nó mong vậy đó. Đừng có tiếng cái tết tiếng xuống nhiều để ngày mai được nghỉ học. Nhưng mà có tiếng đó thì mới thấy, có tiếng xuống đó thì mới thấy thực sự là ai là cái người mà tồn tại không có theo mùa. Ai là cái người mà bất kể những khó khăn vẫn đứng, vẫn sống động, vẫn vững vàng, đúng không quý vị? Có cái mùa đông nó sẽ chỉ ra, có cái mùa đông nó sẽ chỉ ra như vậy. Và mỗi chúng ta ở đây có những cái thử thách trong cuộc đời của chúng ta, nó sẽ chỉ ra rằng chúng ta theo Chúa vì cảm xúc tức thời, vì một cái khoảng cảm xúc nào đó, một sự thích thú nào đó, hay chúng ta theo Chúa một cách vững vàng và vững vàng vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách trong cuộc đời của chúng ta. Vâng, bình thường Chúa chúc phước cho tôi, bình thường tôi khỏe mạnh, bình thường tôi làm ăn thành đạt, tôi hallelujah cảm ơn Chúa, tôi hallelujah thờ phượng Chúa, điều gì thì đó không có gì sai quý vị. Nhưng mà điều đó chưa có phản ánh thật được, chưa có phản ánh thật được cái đức tin của chúng ta theo Chúa như thế nào, đúng không quý vị? Không à quý vị? Cho nên đó là dẫu có khi giọng hát thành tiếng than, khi hy vọng ra cho tàn, tôi biết Ngài vẫn dắt đưa tôi. Tôi vẫn bước đi theo Ngài trong những cái khổ đau của cuộc đời. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta thấy đó, mối liên hệ của chúng ta, mùa đông nó sẽ chỉ cho chúng ta biết điều đó. Có những lúc khó khăn xảy ra trong hội thánh sẽ chỉ cho chúng ta biết rằng ai vẫn cứ gắn bó với hội thánh, đúng không quý vị? Có những lúc khó khăn xảy ra trong gia đình
mới biết rằng cái mối quan tâm của người chồng, của người vợ đối với gia đình là như thế nào. Có những điều xảy ra trong vợ tánh sẽ bày tỏ được xem rằng ai là người gắn bó và luôn đứng với Chúa và đứng với Hội Thánh. Có những cái mùa đông nó sẽ chỉ cho ra được. Bình thường thì tôi cũng yêu Hội Thánh đó, bình thường thì Hội Thánh đối với tôi là sống còn đó, bình thường thì tôi yêu Chúa lắm, nhưng mà có chuyện xảy ra thì mới có thể cho biết được ai theo Chúa như thế nào, theo mùa hay là theo bất kể như thế nào. Và cũng vậy trong các mối liên hệ, trong các mối liên hệ thực sự ra đó, tôi bị nhắc nhở về điều này. Có một thời gian tôi biết bạn tôi có một cái người bị một cái tai nạn, và có một thời gian tôi im luôn đối với lại người bạn của mình. Rồi sau đó Chúa nhắc tôi sực nhớ tới, rồi khi tôi sực nhớ tới thì tôi lái xe lên tới thăm người bạn của tôi. Nhưng mà người bạn của tôi nói một câu làm cho lòng tôi cứ ra nước mắt, đó là trong những lúc hạn nạn thì mới biết bạn của mình ai còn ai mất, mà ai thực sự còn lại với mình và ai mất, đúng không quý vị? Mà thực sự có hạn nạn, có mùa đông, có hạn nạn, có mùa đông mới biết được đâu là ai là bạn tri kỷ của mình còn lại với mình, và ai là bạn theo mùa thôi, ai là bạn theo mùa với mình. Người bên ngoài thì họ nói là còn rượu, còn tiền, còn rượu thì còn đệ tử, hết tiền hết rượu thì hết ông tôi. Bạn bè quân tử theo mùa thôi, các mối liên hệ theo mùa. Có sóng gió nào đó xảy ra trong cuộc đời của mỗi chúng ta, hay trong những cái mối quan hệ của mỗi chúng ta trong Hội Thánh, hay là trong cái mối quan hệ của chúng ta trong gia đình, chúng ta mới biết được ai sẽ là người gắn bó với chúng ta lâu bền, hay là ai chỉ là người theo mùa thôi. Câu quý vị, ai chỉ là người theo mùa thôi, theo mùa. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta thấy chúng ta có thể học được từ cái mùa đó. Và đang hỏi những ai và điều gì còn tồn tại ở trong mùa đông, ai và những cái điều gì sẽ còn tồn tại trong mùa đông. Tôi muốn đi đến kết luận của chiều hôm nay, giới thiệu quý vị thấy mùa đông có ích lợi không quý vị? Có ích lợi không quý vị? Có ích lợi không ạ? Có những mùa đông trong cuộc đời của chúng ta, không ai thích mùa đông, tôi cũng không thích mùa đông quý vị ơi. Tôi nói mà cũng phải đó, chứ còn nói mà tôi nói một trong những lý do hàng đầu mà tôi bỏ cái tiểu bang này đó là mưa với đầy này. Hay cái đó là lý do chính yếu. Không ai trong chúng ta thích mùa đông hết đó quý vị. Mùa đông của thời tiết của mình cũng thích, nhưng mùa đông của cuộc đời, những trận bão tuyết của cuộc đời, những cái lạnh của cuộc đời, cái lạnh cô đơn, cái lạnh lạnh lùng, chẳng có ai thích cả quý vị. Nhưng mà là con cái Chúa, chúng ta có thể học được từ mùa đông. Cuộc đời của Phaolô tôi thấy được như vậy, cuộc đời và chức vụ của Phaolô tôi thấy được như vậy. Những người tín hữu tại Côrintô sẵn sàng đón tiếp ông trong mùa đông. Ở đây một số người thì người ta sợ mùa đông đến nhà người ta, tại vì mùa đông thường ai cũng có bệnh. Không vậy, đến nhà kho cái gì ho rồi sụt sịt là thế nào cũng lây cho người khác. Cho nên thực sự ra là, nhưng mà những người tín hữu này họ sẵn sàng để đón tiếp Phaolô và trong lúc mùa đông. Tôi nhắc lại ba cái điểm chính mà chúng ta học được từ trận mùa đông. Mùa đông cho chúng ta biết cái tình hình sức khỏe của chúng ta là như thế. Thế nào? Chúng ta cần kiểm tra lại tình hình sức khỏe của chúng ta. Khi Chúa đem một cái trận bão tuyết là nó đến cho cuộc đời của chúng ta, chúng ta cần kiểm tra lại xem khả năng chống chọi của chúng ta như thế nào. Những gì còn thiếu trong cuộc đời của mình cần phải mặc vào cho ấm, để trang bị vào trong cuộc đời. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng con đường của chúng ta đi là luôn bình an, quý vị, luôn đầy hoa thơm, cỏ lạ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là trong những cái gì Chúa cho phép, tôi nhắc lại nha, Chúa cho phép xảy ra trên cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta ở với Chúa, chúng ta đều có thể học được những bài học rất là giá trị. Mình có thể trang bị thêm nhiều cái rất là ích lợi cho cuộc đời của mình, trang bị thêm mặt thêm vào. Cho nên chúng ta nên nhớ mùa đông chỉ cho chúng ta biết cái tình hình sức khỏe của
chúng ta. Mỗi chúng ta đều có những cái con trùng mà nó có thể gây nguy hiểm cho cuộc đời của chúng ta. Quý vị nhớ. Cho nên chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta để có thể giết chết. Và mùa đông chỉ cho chúng ta những gì tồn tại bất kể thời tiết, và những gì tồn tại chỉ có theo mùa thôi. Những cái gì tồn tại bất kể thời tiết và những cái gì tồn tại chỉ có theo mùa thôi. Cho nên đó là những cái điều mà tôi muốn gửi đến quý vị vào buổi chiều hôm nay. Những bài học ích lợi từ mùa đông. Chúng ta đang ở trong mùa đông của thời tiết, có thể và mỗi chúng ta ở đây cũng có thể đang ở trong mùa đông của cuộc đời mình. Cũng có khi chúng ta đối diện với những cái trận bão tuyết, những cái lạnh kinh khủng của mùa đông. Nhưng chúng ta đến với Chúa và suy cảm lại, Chúa luôn lúc nào cũng yêu thương và muốn thích lợi cho đời sống của chúng ta, muốn dạy dỗ mọi đời sống của chúng ta. Tôi ao ước rằng đây là bài học mà Chúa dùng để dạy dỗ mọi chúng ta trong chuyện hôm nay. Chúng ta quý vị cùng đứng lên, chúng ta dành bây giờ này. Và chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện qua sự dạy dỗ của lời Chúa của chuyện hôm nay. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta để những người thú tin theo Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta có được trắng thật cái sức vững vàng để chống chọi lại với những cái mùa đông trong cuộc đời của mình. Xin cho chúng ta biết chúng ta thiếu điều gì trong cuộc đời cần trang bị thêm để đủ sức chống chọi. Cho chúng ta biết những gì cần được giết chết trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Để chúng ta kiểm lại tâm bước theo Chúa. Chúng ta là những người con cái Chúa, những người cha, người mẹ, người con, người chồng, người vợ, những người giữ tình yêu, giữ đức tin tồn tại bất kể thời tiết như thế nào, bất kể hoàn cảnh gì xảy ra, hay chỉ là những gì tồn tại theo mùa. Và chúng ta đến với Chúa.